mở ra cửa hàng, người ta đi vô chợ Soái Kình Lâm, người ta đi vô chợ Tân Bình, người ta đi vô chợ An Đông, người ta đi chợ Đồng Xuân, người ta đi lên biên giới, người ta mua quần áo về, người ta mua giá 1 đồng, người ta về người ta bóc lên cái cửa hàng đó và người ta giá bán giá 1,50 đồng. Bạn thấy điều đó đúng không ạ? Thì cái tư duy đó người ta gọi là tư duy tiểu thương. Tư duy tiểu thương là gì? Tư duy tiểu thương là thương chỗ tiểu, là tư duy nhỏ, tư duy nhỏ lẻ, tư duy kiếm sống chứ không phải tư duy làm giàu. Ít nhất bạn phải nằm có cái tư duy kinh doanh, ít nhất ít ra bạn phải có tư duy đúng. Người ta đi, bạn đi mua một trái cam với giá 1 đồng, người ta đi vô vườn cam mua trái cam với giá 1 đồng, người ta không đi bán trái cam đó. Nghe. Nó mang ra nó xây một cái shop cà phê và tạo ra một ly nước cam nó bán với giá 5 đồng, bán với giá 10 đồng. Nghe. Bạn nào đã từng đi uống cà phê Highland, bạn nào đã từng đi uống cà phê Guta, đi The Coffee House, kêu một ly chanh tuyết đi. Một ly chanh tuyết là gì? Là nửa trái chanh, nó vắt nước nửa trái chanh vô, nó đổ một tí đường vô, sau đó nó bỏ 2 cái miếng vỏ tặc vô, sau đó nó bỏ một đống nước đá vô và bỏ vô máy xay tố, nó bấm lên nó xay 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 nhuyễn ra, nó là món chanh tuyết. Thì hỏi bạn nửa trái chanh với giá bao nhiêu tiền? Nửa trái chanh với giá là không tới 1.000 đồng, một tí xíu đường đó vỏ tặc bỏ vô, nó bán một ly chanh tuyết đó thưa các bạn 45.000. Yes. Đúng không? Như vậy người ta ít ra người ta phải có tư duy kinh doanh là vậy. Người ta không để cái sản phẩm đó, người ta make up, người ta tạo ra một sản phẩm nó có giá trị lớn hơn là một trái chanh. Người ta tạo ra một giá trị sản phẩm lớn hơn là một trái cam nguyên mẫu. Và người ta đưa vào đó những giá trị khác để người ta có thể bán được với một cái giá tốt hơn rất nhiều. Trong các bài học sắp tới tôi sẽ dạy cho bạn cái điều này. Điều gì cấu thành nên một cái giá sản phẩm tốt? Giá sản phẩm cấu thành bởi 4 yếu tố nào? Chứ không phải là chỉ là công năng sản phẩm. Quay trở lại tư duy kinh doanh, nên ít ra bạn phải có tư duy đó. Nhưng đó là tư duy của cái người làm đủ sống thì người ta làm như vậy. Còn cái tư duy đúng là gì? Nói theo Robert Kiyosaki, nói theo Tony Robbins, nói theo thầy Thiago, nói theo Dale Carnegie, nói theo Jeff Walker, nói theo Jack Ma. Nếu bạn kinh doanh mà bạn không thể xây dựng hệ thống kinh doanh thì tốt hơn hết đừng kinh doanh nữa. Hệ thống bán hàng McDonald's nó có 37.000 cửa hàng trên toàn thế giới, KFC có 28.000 cửa hàng trên toàn thế giới. Okay. Nói đâu xa, chúng ta nói cà phê Highland. Cà phê Highland có 384 cửa hàng trên toàn quốc. Okay. Và doanh thu họ mang về mỗi năm là 1.600 tỷ nước ngoài. Cà phê Highland. Đứng thứ hai là The Coffee House 1.200 tỷ. Đứng thứ ba là Trung Nguyên 800 tỷ. Các bạn biết chuỗi cửa hàng, chuỗi hệ thống như là Gucci, Kichi, okay. King BBQ đó, nó tập trung một tập đoàn và mỗi hàng năm tập đoàn này đem về 2.200 tỷ. Người ta có một hệ thống kinh doanh, người ta có một hệ thống kinh doanh đúng không ạ? KFC có 28.000 cửa hàng, McDonald's có 37.000 cửa hàng. Bạn bước vào một cửa hàng McDonald's, người ta hỏi bạn rằng là dạ xin thưa anh chị ăn khoai tây size lớn hay size nhỏ này? Và chỉ một câu hỏi đó thôi,
37.000 cửa hàng trên toàn thế giới, chỉ một câu hỏi đó lặp đi lặp lại mỗi ngày với hàng trăm người bước ra bước vô đó, thì mỗi ngày nó bán 4 triệu ký khoai tây, thưa các anh chị, 4 triệu ký khoai tây. Giờ vì tôi hỏi các anh chị nè, điều gì nó bán được 4 triệu ký khoai tây? Bởi vì họ biết bán hàng, và cái thứ hai là họ có hệ thống bán hàng. Như vậy tôi hỏi các anh chị, con tiếp theo này, như vậy cái thằng trồng khoai nó giàu hay là cái thằng xây dựng hệ thống bán khoai giàu?